quý vị thính giả, nước Ý có pasta, Tây Ban Nha có paella, Nhật Bản có ramen, thì phở nhất định là quốc hồn quốc túy của ẩm thực Việt Nam. Dù ở độ tuổi nào, sống ở đâu đi chăng nữa, chúng ta tin rằng đã là người Việt thì ít ai nói câu lâu lâu không ăn phở, mà cái lâu lâu ấy dài hơn một tuần. Đặc biệt ở đại đô thị Tokyo thì có vô số thứ hay ho đáng trải nghiệm. Một trong những điều đặc biệt nhất là buổi sáng đi xếp hàng ăn phở bò tái lăn hai trứng ngập hành. Trong số podcast này, hãy cùng với Trinh Trà lắng nghe câu chuyện trải nghiệm đi ăn phở, món ăn trứ danh của Việt Nam, của một du khách Việt ở thành phố đông dân nhất thế giới Tokyo nhé. Thật vậy, người Việt có thể ăn phở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Sáng một bát phở tái chín hai trứng, đủ chất, no tới trưa. Bữa trưa ăn phở gà, nước béo, nhiều hành. Buổi tối là món phở xào thơm nước mũi, ăn kèm nhiều gót muối. Đến đêm, sau một buổi hết mình nơi quán nhậu, còn người ta lại thèm cái gì nước nước. Và trước khi trở về nhà say giấc thì phải ghé qua quán phở đêm, gọi một tô phở sốt vang ít bánh, nhưng nhìn miếng quẩy giòn thì chẳng thể cưỡng lại được. Chỉ đơn giản là bánh phở, thịt bò hoặc là thịt gà lát mỏng, hành hoa thôi mà sao trở thành tinh hoa ẩm thực đến như vậy? Cái phức tạp và cũng là tinh túy nhất của món phở chính là nước dùng. Xương bò được ninh cùng với các loại gia vị như quế, hồi, gừng nướng, thảo quả, sá sùng, tinh hương, hạt mùi, cùng vô số loại nguyên liệu khác mà mỗi một nơi lại có công thức nấu riêng, hương vị thì không hàng nào giống với hàng nào. Một khi đã mang tâm hồn phở rồi thì dù có đi đâu trên khắp thế giới, cứ hơn một tuần chưa được ăn phở là kiểu gì cũng thầm thèm, hay ít nhất là nghĩ đến và hình dung ra hương vị một cách rõ rệt trên đầu lưỡi. Xếp hàng ăn phở ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, không hiếm. Tôi còn nhớ ngày bé, có những cuối tuần được bố mẹ dắt lên phố Bát Đàn ăn phở bò mà phải đứng xếp hàng ngoài vỉa hè lấy số. Nhưng xếp hàng để được ăn phở ở nước ngoài lại còn là thành phố đông dân nhất thế giới, Tokyo, lại là chuyện khác. Đã đi Nhật được 10 năm với 10 lần, tôi coi đây như là một quê hương thứ hai và thường nói vui mỗi lần trở lại Tokyo là một lần về quê. Mùa thu năm 2019, tôi có chuyến đi cùng những người bạn và ở thời điểm ấy, phở thịt vừa mới mở ở đại đô thị hơn 37 triệu dân này. Tình cờ tôi biết được điều đó là khi tìm kiếm quán ăn ramen yêu thích lần trước tôi vô tình phát hiện ra. Và duyên hơn nữa là phở thịt lại nằm ngay cạnh quán này. Xếp hàng đã là một văn hóa quen thuộc ở Nhật. Và nếu muốn ăn ngon, khách phải xếp hàng có khi cả 2 đến 3 tiếng. Hôm ấy chúng tôi cũng chờ gần 1 tiếng buổi sáng để vào ăn phở bò tái lăn. Phở thịt Tokyo có lối xuống chật hẹp ở dưới hầm. Khách xếp hàng dài cả con phố Toshima ở khu vực gần ga tàu Ikebukuro. Nơi đây được một người đàn ông Nhật Bản là Kenji Sumi mở với sự tư vấn của chủ quán phở thịt Lò Đúc ở Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Thịnh. Chính vì thế, phở thịt Tokyo mang hương vị đặc trưng của phở Bắc. Không gian dưới hầm nơi thực khách ngồi thưởng thức phở rất gọn gàng với những chiếc bàn gỗ, văn vẳng giai điệu âm nhạc Việt Nam. Bánh phở dạng khô nên tất nhiên là nếu so với Việt Nam thì độ chuẩn của bánh chỉ đạt 2/3. Tuy nhiên về chất lượng thịt bò, tôi đánh giá là gấp 3-4 lần. Thịt mềm, ngọt và mỏng. Món phở bò tái lăn đặc trưng của phở thịt Lò Đúc còn phải ngập trong hành hoa. Quán ở Tokyo đúng như vậy. Nước dùng đậm đà, mang hương vị phức tạp, được mix giữa nhiều nguyên liệu, ăn kèm tương ớt, giấm tiêu, ớt như là ở Việt Nam. Ở một thành phố vừa đông vừa đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá một tô phở tất nhiên cao gấp 3 lần so với ngồi vỉa hè ở Việt Nam. Một tô phở thịt Tokyo có giá ngang với miệng ramen loại rẻ nhất 890 yên, tương đương với 150.000 đồng. Tô thêm hành là 160 yên, còn thêm trứng là 60 yên. Như vậy, để ăn một tô phở bò hai trứng ngập hành sẽ là 1.170 yên, là gần 200.000 đồng. Nhưng đúng là chất lượng thịt bò Nhật đắt sắc ra miếng. Mỗi tô rất là nhiều thịt, người ăn khỏe cũng thấy ăn mãi chưa hết.
phở Việt Nam vốn đã vang danh toàn cầu, thậm chí còn được nhiều ngôi sao lăng xê vì quá ghê, như là Lisa của Blackpink cũng là fan của quốc túy ẩm thực Việt Nam. Chính vì thế, lượng khách Việt và khách nước ngoài tới phở thịt Tokyo cũng là 50-50. Sau chuỗi ngày gặp mặt với sushi, sashimi, ramen, thịt nướng, gà nướng, cơm lương, khoảnh khắc khi đưa thìa nước dùng đang nóng hổi lên miệng nếm thực sự là đã. Đúng là hương vị thanh thanh của phở có thể làm bùng nổ vị giác và không bao giờ bị cảm giác ngấy. Mọi người xuýt xoa và ăn tới giọt cuối cùng. Một cô bạn trong đoàn tôi khi ấy thậm chí còn quay lại tiệm vào sáng hôm sau, chỉ bởi thói quen sáng ra là phải có bát phở kèm hai trứng. Nếu một ngày bạn tới Tokyo, hãy tận hưởng cảm giác xếp hàng ăn phở ở một nơi được coi là đại đô thị bận rộn nhất thế giới. Ẩm thực là một thứ xứng đáng để người ta dành thời gian chờ đợi, rồi được thưởng thức bằng vị giác. Để rồi sau đó, chính những hương vị ấy tạo thành ký ức theo thời gian. Để khi hỏi nhau rằng, đã bao lâu rồi chưa ăn phở? Chúng ta chợt nhận ra câu trả lời luôn là, cũng lâu lâu rồi, hồi tuần trước. Đơn giản là bởi đi ăn phở ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày và ở bất kỳ nơi đâu luôn là một ý tưởng hợp lý tuyệt đối. Thưa quý vị, điều đặc biệt hơn mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là chương trình Việt Nam Phở Festival 2023 sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại công viên Yuyuki, Tokyo, Nhật Bản. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong nỗ lực đưa hương vị Việt đi xa hơn trên thế giới. Hoạt động này hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt-Nhật Thành phố Hồ Chí Minh. Được những người bạn Nhật Bản như ngài Aoyagi Yoshiro, Hàn Nghị sĩ, trưởng ban tổ chức lễ hội Việt Nam Nhật Bản và báo Manichi hết sức ủng hộ. Việt Nam Phở Festival có sự đồng hành của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Century PepsiCo, Sasco, Phở Sâm Ngọc Linh Con Tum K5, Simply Food cùng một số doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các nghệ nhân nấu phở, hoa hội vàng các năm như Cao Văn Luận, Phạm Quang Duy cùng các thương hiệu Bà Bán Phở Hai Thiền, Phở Dậu, Hoa Hội Vàng Australia, Phở Hotel Majestic Sài Gòn, Phở Phú Gia, Phở Sâm Ngọc Linh, Phở Sen Sasco, Phở Thịt Bờ Hồ, Phở VGCC sẽ tham dự Việt Nam Phở Festival năm nay.